Câu 1, cho thêm số y bằng f phẩy x, thêm cực trị công số. Câu A là y bằng 2 lại x trừ x phương cộng 2x. Đây là thầy nghiệm số y bằng f x. Giải. Câu A, ta có y phẩy bằng 2 là f phẩy x trừ 2x cộng 2. Cho y phẩy bằng 0, suy là f phẩy x nó bằng là x trừ 1. Thì giao của f phẩy x và đường thẳng x trừ 1 có bao nhiêu giao điểm thì nó sẽ có bao nhiêu cực trị, thì hàm y bằng 2 lại biết trừ x phương cộng x nó có bao nhiêu trị, với điều kiện là các giao điểm là những số nghiệm, nó là những cái nghiệm đơn. Đây là phương trình đường thẳng y bằng x trừ 1, đây là đường thẳng màu vàng và nó cắt cái đồ thị tại hai điểm và tại một vị trí tiếp xúc thì nó không phải là cực trị. Đây ta thấy có hai giao điểm, vậy hàm số nó có hai cực trị. Câu 2, tính giá trị biểu thức B nó bằng A cộng B. Biết câu A là y bằng x qua trừ A x bình phương cộng B. Hàm số đạt cực tiểu tại điểm A có tọa độ là 21. Giải. Ta có y phẩy bằng 3 x bình phương trừ 2 x. Yêu cầu bài toán là hàm số đạt cực tiểu tại điểm A có tọa độ 21 thì y phẩy của 2 bằng 0 và y của 2 bằng 1. Ta thế 2 vào y phẩy thì được là 12 trừ 4a bằng 0. Thế 2 vào y thì được là 8 trừ 4a cộng b bằng 1. Giải hệ này thì được a bằng 3, b bằng 5. Vậy giá trị biểu thức b nó bằng a cộng b nó bằng 8. Câu 3, cho x đi là hai số thực dương, tính tỷ số x chia. Câu A, loga cơ số 9 của x bằng loga cơ số 6 của y bằng loga cơ số 4 của 2x cộng y. Giải. Ta đặt t bằng loga cơ số 9 của x bằng loga cơ số 6 của y và bằng loga cơ số 4 của 2x cộng y. Thì loga cơ số 9 của x bằng t thì sin x bằng 9 mũ t. Loga cơ số 6 của y bằng t thì y bằng 6 mũ t. Loga cơ số 4 của 2x cộng y bằng t thì 2x cộng y bằng 4 mũ t. Ta thấy x bằng 9 mũ t, y bằng 6 mũ t vào phương trình dưới thì ta được nó là 2 nhân 9 mũ t cộng 6 mũ t bằng 4 mũ t, chia tất cả cho 4 mũ t thì ta được là 2 nhân 9 mũ t tất cả mũ t cộng 3 bằng 2 tất cả mũ t trừ 1 bằng 0. Ta giải phương trình này tìm được là 3 bằng 2 mũ t bằng 1 bằng 2. Vậy x chia y tức là 9 chia 6 tất cả mũ t tức là 3 bằng 2 mũ t. Vậy x chia y nó bằng 1 bằng 2. Câu 4, tính tổng 10 số hạng đầu của cấp số nhân. Câu A là biết U3 bằng 20, U7 bằng 320. Giải. Thì U3 thì bằng U1 nhân phi bình, nó bằng 20. U7 thì bằng U1 nhân phi U6 bằng 320. Ta lấy phương trình dưới chia phương trình trên thì ta được Q4 bằng 16 và U1 nhân phi bình bằng 20 nhắc lại. Q4 bằng 16 sẽ là Q bằng cộng trừ 2. Có Q sẽ là được U1 bằng 5. Vậy tổng của n số hạng đầu liên tiếp SN nó bằng U1 nhân cho 1 trừ Q của n chứ bằng thực Q. Vậy tôi tính được S nó là trừ 1705 với lại S nó bằng là 5105. Câu 5, tìm m đêm số. Câu A, y bằng trừ x qua cộng 5 trừ 2m x bình phương cộng m bình trừ m trừ 4 qua x cộng 2 đạt cực đại tại x bằng 1. Giải. Ta có y phẩy bằng trừ 3 x vương cộng 2 lần m 5 trừ 2mx cộng m bình trừ m trừ 43. Y hai phẩy bằng trừ 6 x cộng 10 trừ 40m. Hàm số đạt cực đại tại x bằng 1. Suy ra y phẩy 1 bằng 0 và y hai phẩy 1 bằng 0. Ta thế số 1 vào y phẩy thì được là m bình trừ 5m trừ 36 bằng 0. Thế số 1 vào y hai phẩy thì được là 4 trừ 40m bằng 0. M bình trừ 5M bình trừ 36 bằng 0, suy là M trừ 4 hoặc M bằng 9. 4 trừ 40M bằng 0, suy là M lớn 1. Vậy ta chọn M bằng 9. Câu 6, tìm M đêm số. Câu A là Y bằng 4X mũ 3 trừ 3X mũ 2 cộng
ấy m trừ m bình trừ 6 x trừ 5 đồng biến trong khoảng 2 nhân vô cùng. Vậy ta có phải bằng 12 x bình phương trừ 6 x trừ 6 cộng 7 m trừ m bình. Yêu cầu bài toán hàm số đồng biến trong khoảng 2 nhân vô cùng suy ra phải lớn bằng 0 với mỗi thuộc 2 nhân vô cùng. Ta tách m qua một vế thì được là 12 m bình 12 x bình phương trừ 6 m trừ 6 lớn bằng m bình trừ 7 m. Và ta xét cái gx nó bằng 12 x bình phương trừ 6 x trừ 6 suy ra g phẩy nó bằng 24 x trừ 6. Cho g phẩy bằng 0 tìm được x bằng 1/4 và bên phải nó là dương, bên trái nó âm. Ta xét trong khoảng 2 vô cùng tại vị trí 2 thế vào gx tìm được nó là 30. Do m bình trừ 7 m bé bằng gx tức là m bình trừ 7 m bé hơn giá trị nhỏ nhất của gx trong khoảng 2 vô cùng. Trong khoảng 2 vô cùng thì giá trị nhỏ nhất của gx là 30. Suy ra được là m bình trừ 7 m bé bằng 30. Vậy m lớn bằng trừ 3 bé bằng 10. Câu 7. Chọn chóp có đáy lần thang AB bằng 2 lần BC bằng 2 lần CD bằng 2 lần DA. Hết A vuông góc với đáy. M là rung điểm AB. Tính khoảng cách giữa hàng thẳng B và DM. Câu A là AB bằng 2A và SA bằng 3A. Giải. Ta có DM song song BC. Suy ra khoảng cách giữa hàng thẳng DM SB nó bằng khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng SBC. Và nó bằng 1 phần 2 lần khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng SBC. Do tam giác ADM đều và cái góc ABH nó bằng 60 độ. Suy ra được sin 60 thì bằng AH chia AB. Tức là ta tìm được AH bằng căn qua A. Khoảng cách từ điểm A đến khoảng SBC thì nó bằng AH XA nhân AH chia căn qua 2XA bình cộng AH bình. Nó bằng 3 phần 2A. Vậy khoảng cách giữa hàng thẳng là DM và BC. Khoảng cách giữa hàng thẳng là SBDM thì nó sẽ bằng là 3 phần 4A. Câu 8. Cho nón có thức diện là tam giác SAB đều tạo với đáy một góc 60 độ, tính diện xung quanh và tính nón. Câu A là AB bằng 2A. Ta có góc giữa phần SAB và đáy, nó chính là góc SMO với M là trung điểm AB. Tam giác SAB đều, suy ra SM nó bằng căn 3 phần 2 nhân AB, nó bằng căn 3A. Góc SMO bằng 60 độ, ta có sin 60 bằng SO chia SM, suy SO bằng 3 phần 2A. SO chính là đường cao của nón. Bán kính của nón là OA, áp dụng Pythagore ta có OA thì nó bằng là căn bậc 2 của SA bình trừ SO bình, nó bằng căn 7 phần 2A. Diện tích xung quanh của hình nón nó bằng BLL. Nó bằng bi căn 7 an phương và thể tích nón bằng 1/3 diện tích đáy chiều cao. Diện tích đáy là diện tích hình tròn, nó là bi r bình, r là căn 7 phần 2a, đường cao là SO. Vậy thể tích thể tích nón nó bằng là 7 phần 8 bi a mũ a. Câu 9. TM sao cho giá trị lớn nhất của hàm số y bằng fx trên đoạn trừ 1/3. Câu A là hàm số fx nó là trị đối của x mũ 3 cộng 3 x mũ 2 cộng m trừ 5. Nó đạt giá trị lớn nhất trên đoạn trừ 1/3 là 58. Giải. Ta xét cái hàm số y bằng x mũ 3 cộng 3 x bình phương cộng m trừ 5 và ta có y phải bằng 3 x bình cộng 6x. Cho phải bằng 0, xin x bằng 0 hoặc x bằng trừ 2. Do đề bài yêu cầu là xét trên đoạn trừ 1/3. Cho nên x bằng trừ 2 ta lỗi, nhận x bằng 0. Ta có y 0 bằng m trừ 5. Y của âm 1 thì nó bằng là m trừ 3. Và y của 3 thì m cộng 49. Vậy mắc của hàm số trên đoạn trừ 1/3 có khả năng là m trừ 5 hoặc m cộng 49. Ta xét hai trường hợp. Trường hợp 1 là mắc của y nó bằng triệt đối của m cộng 49 và nó bằng 58. Thì lúc này triệt đối của m trừ 5 nó sẽ bé bằng triệt đối của m cộng 49. Trước đó của m cộng 9 bằng 58 tìm được m bằng 9 hoặc m bằng trừ 1/7. Thế vào bằng trình dưới ta sẽ nhận được m bằng 9. Trường hợp 2, mắc của y nó bằng trước đó với m trừ 5 và nó bằng 58. Thì lúc này trước đó của m cộng 9 nó bé bằng trước đó của m trừ 5.
Trước đó có M trừ 5 bằng 58, tìm được M bằng 63 hoặc M bằng trừ 53. Thấy vào bóng trên dưới, ta nhận M bằng trừ 53. Vậy tìm được hai giá trị M đó là 9 với lại âm 53. Câu 10. Ông An gửi tiết kiệm theo thức lãi kép ít phần trăm trên tháng và gửi đều đặn M triệu mỗi tháng. Tính số tiền ông ấy nhận được sau 2 năm, tức là sau 24 tháng. Câu A là lãi suất ở đây là ít phần trăm là 0,6% và M là 5 triệu. Ta có công thức tính số tiền nhận được sau khoảng thời gian là sau khoảng thời gian N tháng, ở đây là 24 tháng. Thì công thức nó là số tiền nhận được sau 24 tháng, tức là M, T nó bằng M chia R nhân 1 cộng R nhân 1 cộng R mỗi N trừ 1. M là số tiền gửi đều đặn mỗi tháng 5 triệu. R đây là phần trăm lãi suất, đây là 0,6%. Và N là 24 tháng, N đây là 24. Vậy ta tính được số tiền nhận được sau 24 tháng, đó là 129,428 triệu.